Rồi, chào tất cả anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review nhanh cho anh chị các bạn xem thêm một mẫu nữa. Đó là mẫu con trâu ha anh chị các bạn. Con trâu thì hiện tại thì mình thấy có một mẫu này về thì mình cập nhật cho anh chị và các bạn xem. Anh chị và các bạn cảm thấy mẫu mã nào đẹp thì lấy về bán nha. Ba mẹ cảm thấy đẹp thì mua ngay cho ta chơi. Đó, thì mai mốt có những mẫu mã nào mới về nữa thì em sẽ tranh thủ cố gắng cập nhật cho anh chị các bạn xem. Ở đây có mẫu này là mẫu con trâu mà có cái thần bồm hay còn gọi là cái này là cậu bé thổi sáo anh chị các bạn. Thì khi anh chị của bạn mua sản phẩm này về thì anh chị tháo cái sản phẩm này ra ha. Đây anh chị và các bạn xem sơ nét về một quận của sản phẩm này ha, để mình có thể nhìn thấy trực tiếp sản phẩm mà mình cảm thấy đẹp thì mình lấy về bán luôn, không cần phải đến trực tiếp cửa hàng đồ chơi anh chị các bạn ha. Đây, công tắc thì nằm ở đây ha, cái lo pin nằm ở đây và hai cái sừng trâu nằm ở trên đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái cậu bé này vào ha anh chị các bạn. Cậu bé này nó cũng có khớp ha anh chị các bạn, cái khớp nè anh chị các bạn chú ý lắp đúng cái khớp ha anh chị các bạn ha, lắp đúng cái khớp của cái cậu bé ngồi đây, vậy là vào được ha. Khi lắp cậu bé vô rồi thì anh chị các bạn nhìn sản phẩm từ xa ha, sản phẩm cũng khá là dễ thương. Không biết là cái tiếng nhạc của nó như thế nào ha, tiếng nhạc của con heo thì thường là tây du ký, còn con chó thì nó sủa sủa ha, không biết là con trâu này thì tiếng nhạc như thế nào. Rồi bây giờ mình tiến hành lắp pin vào ha anh chị các bạn, lắp pin vào để cho anh chị các bạn xem được, nghe được cái tiếng nhạc của con trâu này như thế nào ha, nó có đẹp hay không ha. Sản phẩm này cũng dùng 3 dân pin nha anh chị các bạn, 1, 2 và 3 dân pin ha. Rồi bây giờ mình tiến hành lắp pin vào thôi. Ở đây thì nó sẽ có hai màu nha anh chị các bạn, hai màu, màu hồng và màu vàng. Cái này không phải là màu vàng mà màu nó cam cam anh chị các bạn, cam cam màu vàng mà dạng đục á, chứ không phải là dạng tươi ha. Anh chị các bạn xem nó có hai màu ha. Rồi khi chúng ta lắp pin xong rồi chúng ta đã nắp lại anh chị các bạn ha. Rồi anh chị các bạn xem ha. Rồi bây giờ sản phẩm này nó cũng có sợi dây nữa nha anh chị các bạn, sợi dây dắt trên lưng luôn nha. Đây anh chị các bạn xem nè. Anh chị các bạn nào mà đã coi những cái video trước của mình thì thấy những cái sản phẩm sợi dây này nó sẽ cột lên lưng. Sau bây giờ mình sẽ lấy mình cột luôn cho anh chị các bạn xem ha, dễ hình dung. Đây anh chị các bạn, đây cái sản phẩm nó có sợi dây cầm đây. Rồi chúng ta cột vô lưng ha. Rồi để thuận tiện cho em chúng ta dắt đi chợ, đi chơi, đi công viên ha, nó không bị lạc. Rồi chúng ta bật công tắc lên. À cái tiếng nhạc, cái tiếng nhạc nó kêu ha chị các bạn, nó kêu nó chạy một xíu nó kêu tiếng nhạc, nó kêu cái tiếng này giống cái tiếng con bò anh chị các bạn ha. Mình nghe tiếng giống như con bò anh chị các bạn ha, nó kêu một xíu, nó kêu một xíu rồi nó sẽ có nhạc đàn lên ha chị các bạn. Rồi nhìn có thấy rất là dễ thương ha. Bây giờ mình để xuống cho nó chạy ha anh chị các bạn ha. Rồi bây giờ mình để xuống cho nó chạy. Đây. Thì bây giờ chúng ta dắt đi ha. Rồi anh chị các bạn xem là một quận đó ha, rồi em sẽ kết thúc video này ha. Rồi cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong một sản phẩm mới ha. Thì mẫu mã nào về sớm thì em sẽ cập nhật sớm cho anh chị các bạn xem ha.